Tiếp tục công việc anh chị ơi. Để em sẽ review căn nhà này cho anh chị mình xem nha. Nhà mới, sổ hồng riêng. Để em bay lên trên cho anh chị mình xem. Đấy. Nhìn chung là thấy cái ban công rộng này đâu quý chị. Có sân thượng nha. À, căn này có sân thượng là đổ 3 tấm. Đổ 3 tấm anh chị, 2 lầu 1 trệt. Có ban công rộng để mình xem cái khu dân cư được quý chị. À, một khu dân cư đẹp, bài bản, hạ tầng. Nhà lầu, vào đây mình ở đúng đẹp luôn anh chị ơi. À, hãy mua ngay những căn nhà như thế này để mình ở anh chị. Không chỉ ở mà mình còn cảm nhận được luôn ha. Mình ở trong đây thì vỉa hè cây xanh, điện nước, đường xá hạ tầng đẹp, đi lại thuận tiện, giao thương thuận tiện với chị ạ. Ở đây là thành phố Thuận An và báo cáo anh chị mình vị trí này đẹp nha. Phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ở đây là sẽ bám với các trục đường như đường 22 tháng 12, trục đường 22 tháng 12, trục đường Sầm Uất đâu quý chị. Trục đường đó em nay anh chị mình á, là trục đường Sầm Uất của thành phố Thuận An. Ngành nghề nào mình cũng có thể kinh doanh ở trên đó được. Thì ý ở đây em nói với anh chị mình, căn nhà của mình sẽ bám trên trục đường đó. Thì chỗ này ra quốc lộ 13 với đại lộ Bình Dương rất gần anh chị nha, chỉ tầm 600 mét thôi. Ở ngay cái khúc mà điện máy Thiên Hòa và bệnh viện quốc tế Colombia đâu quý chị. Đó, gần nhá. Ở phía trên là có một cái tum luôn, tum sân thượng luôn anh chị ạ. 2 lầu 1 trệt, nhà xây mới, sổ hồng riêng. À, sang tên ngay bất cứ lúc nào, nếu xem xong video mà anh chị thấy phù hợp là đi công chứng luôn. À, với phương châm review đúng đủ, chính xác, minh bạch, công khai. À, review là không sai và cũng không làm mất thời gian của ai. Thực tế là như vậy quý chị ha. Nên với phương châm review như vậy thì có sao, em Hải sẽ nói vậy quý chị. Nhà này thì đẹp, đẹp về vị trí, đẹp về vị trí quý chị nha, đẹp về vị trí. Còn vấn đề thiết kế thì sẽ phù hợp với từng người. Căn này thiết kế có vẻ khác hơn so với những căn nhà khác quý chị ạ. Nhưng mà căn này cũng em thấy là cứng cáp, rộng rãi, có sân thượng, đó là điểm cộng. Đúc 3 tấm đổ, đấy, nhà hướng đông, chính đông, mát mẻ. Sáng nắng nhẹ nhẹ thôi, chiều mắt rượi luôn anh chị nha. Mình cùng vào bên trong để cùng nghiên cứu về căn nhà này. Phía ngoài sẽ có hai lớp cửa, một lớp cửa sắt 4 cánh, một lớp cửa nhôm kính sinh pha. Đấy. Nhà hướng đông mát mẻ anh chị nha. Đấy. Nhà này sẽ thiên về màu trắng chủ đạo quý chị. Với vị trí này thì thuận tiện cho những anh chị mong muốn tìm nhà ở thành phố Thuận An, mức giá rẻ 3 tỷ 790 triệu. Căn này vừa giảm đó quý chị. Lúc trước nếu mà anh chị mà xem có những anh chị sẽ quay là 3 tỷ 850, 3 tỷ 8 và 3 tỷ 850, 3 tỷ 9, nói chung tùy. Nhưng mà căn này đúng là giảm 2-3 nhịp rồi anh chị. Bây giờ thì khác, bây giờ chính xác là 3 tỷ 790 triệu. Giá này còn bớt còn thương lượng nữa anh chị nhá. Mua bán kiểu gì trả dưới, đúng không ạ? Đấy, em thì review đúng đủ chính xác, minh bạch, công khai như em đã báo cáo. Và review là đúng giá của chủ đưa anh chị nhá. Đấy, chủ đưa giá là 3 tỷ 790 triệu, vẫn bớt vẫn thương lượng để mình mua bán. Nội thất có sao sẽ là tặng như vậy luôn anh chị nhá. Ở đây sẽ có bộ bàn ghế sofa. Anh chị nào mà ở bên thành phố Hồ Chí Minh muốn tìm nhà bên thành phố Thuận An để gần và thuận tiện để anh chị mình di chuyển, có thể đi lại tiện cho công tác làm việc hoặc di chuyển gì đó, mà bám trục đường quốc lộ 13 đại lộ Bình Dương, thì anh chị nghiên cứu căn nhà này. Với căn nhà trong khu dân cư đẹp, nhà mới phân khúc dưới 4 tỷ, nhà bám quốc lộ 13 đại lộ Bình Dương khoảng độ 500-600 mét thôi, ngay nút giao ngã tư Đất Thánh. Đấy, chỗ này ra ngã tư Đất Thánh, quốc lộ 13 đại lộ Bình Dương, điện máy Thiên Hòa, và ở đó là có bệnh viện quốc tế Colombia. Đấy, anh chị cứ tìm những cái vị trí em vừa liệt kê ha, 500-600 mét thôi, bám trên trục đường 22 tháng 12, một vị trí rất đẹp và thuận tiện luôn quý chị nhá. Đấy. Ở trong cái khu này hôm giờ là bán rất nhiều rồi quý chị ạ. Những anh chị cũng đã từng mua được ở trong khu này anh chị cũng biết rồi đó. Ở trong đây lượng giao dịch rất nhiều và nhà đang xây lên ầm ầm luôn. Thì nếu mà không mua không bán được thì chả ai xây lên ầm ầm như vậy đâu quý chị ha. Đó là điều thực tế nhất. Cái chỗ cầu thang nhìn cũng cứng rồi quý chị. Căn này thì 3 tỷ 790 triệu là mình còn thương lượng. Mình có thể gặp chủ để thương lượng, hoặc anh chị muốn giá nào anh chị cứ nói với em Hải, em sẽ làm việc ạ. Tại vì là em làm việc chính chủ ạ. Thương lượng chính chủ, làm việc chính chủ anh chị nhé. Sổ hồng riêng nhé. Bất động sản em Hải review là sổ hồng riêng hết, không review sổ chung. Đấy. Ở phía cuối đây sẽ là khu vực giếng trời, nhà vệ sinh anh chị. Nói chung cái giếng trời ở cuối như thế này thì nó thoáng căn nhà mình ra. Đấy, nhà vệ sinh gạch dán tới trần luôn anh chị nhé. Khu này đồng bộ đẹp lắm. Bước ra đầu đường anh chị sẽ có chợ. Chợ ở đây là có 3 cái luôn quý chị. Chợ Đêm Hòa Lân, chợ Thuận Giao, chợ 185. Đấy, ngay đầu đường luôn, đường 22 tháng 12. Ngay cái cụm đó là cụm chợ luôn đó quý chị. Rồi anh chị mà gần, ở đây gần khu công nghiệp V-Ship 1 luôn đó anh chị. Khu công nghiệp Việt Nam Singapore á. Nếu mà anh chị nào đang quan tâm tìm nhà gần khu công nghiệp V-Ship 1 á, nghiên cứu mua luôn anh chị nha. Kế bên luôn. Đấy, rất gần anh chị nha, gần bên khu dân cư Việt Sinh luôn. Đấy. Chỗ này ra Aeon Bình Dương cũng rất gần luôn anh chị nha. Aeon Bình Dương á, Aeon Mail đó. Đấy. Toàn vị trí đẹp ở tại thành phố Thuận An. Và chỗ này về Thủ Đức, về thành phố Hồ Chí Minh khá là thuận tiện.
một đường thẳng quốc lộ 13 đại lộ Bình Dương thôi. Trên lầu 1 em đang có mặt sẽ mang tới anh chị hai phòng ngủ khép kín luôn nhà vệ sinh. Đó, bây giờ thiết kế là cứ phải vậy quý chị ha. Cứ trước mắt lầu 1 là phải khép kín nhà vệ sinh cái đấy. Tiện nghi. Căn này là sẽ là 64m nên phòng ngủ cũng khá là rộng, ngang 4 dài 16 hướng đông, chính đông luôn. Chính đông luôn đấy chị nhá, chính đông 100% luôn. Nhà vệ sinh đây quý chị. Đấy, gạch cũng được dán hết lên tới tầng luôn. Ở bên đây sẽ có cái cửa sổ cho nó thoáng. Vừa ở sau đó người ta không xây sát nhau đâu anh chị nhé. Hai nhà mép nhà này cách mép nhà đó 2m. Rồi để em sẽ di chuyển ra phía trước quay luôn cái phòng ngủ phía trước. Anh chị mà muốn mua nhà đất ở Bình Dương thì cứ tìm em Hải nhá. Đấy, hàng sản phẩm bên em nhiều lắm. Và sổ hồng riêng hết, minh bạch công khai. Ở trên video em quay như nào thì thực tế nó là như vậy luôn anh chị nhá. Mình phải đi xem thực tế anh chị nhá. Em sẽ dẫn anh chị đi xem. Cái nhà vệ sinh này có cái bồn tắm nằm luôn, kết hợp nhà tắm. Ở đây là cái phòng ngủ phía trước, ở phía trước đó có cái ban công luôn quý chị. Nãy bay cho anh chị mình xem đó. Đấy. Phòng ngủ này thoáng này. Ở đây có cái cửa ra ban công với cửa sổ. Khu này ở đông lắm rồi quý chị nhá, đẹp lắm, đang xây ầm ầm luôn. Anh chị mà xuống đây anh chị sẽ mê luôn cái khu này đấy. Rất đẹp. Đây, em quay từ phía ngoài vào cho anh chị mình xem này. Đấy. Bây giờ mình di chuyển lầu 2 đi anh chị. Anh chị cứ xem hết video đi anh chị nhá. Phù hợp thì mình đi xem, em sẽ gửi thông tin trước, hình ảnh, sổ sách đầy đủ. Rồi là nếu mà xem mà chưa hợp, chưa hài lòng thì em vẫn còn nhiều nhà đất khác mà. Anh chị cứ yêu cầu, cứ đặt vấn đề, em sẽ gửi thông tin cho anh chị mình nhá. Đấy. Ở trong đây em cũng đang còn nhiều căn lắm, nhiều căn lắm, phân khúc giá khác nhau anh chị nhá, tùy căn. Thì anh chị muốn thì em sẽ dẫn anh chị đi xem thực địa luôn, thực tế luôn. Mình cứ phải người thật việc thật anh chị ha. Phương châm là review đúng đủ chính xác minh bạch công khai mà. Review không sai mà cũng không làm mất thời gian của ai. Đấy. Rồi. Lầu 2 thì nhà vệ sinh để phía ngoài. Sẽ mang thêm anh chị mình hai phòng ngủ. Đây ạ. Phòng ngủ to này, phòng ngủ này phía sau này. Cửa sổ có nhá anh chị nhá. Ống đồng đi sẵn nhá. Đấy. Nhà vệ sinh đây nhá. Nhà vệ sinh lầu 2. Nhà vệ sinh ở đây sẽ được dùng chung. Đấy, dùng chung để phía ngoài đó quý chị. Xíu mình lên sân thượng này. Đây. Lối lên sân thượng nhìn cứng không? Đấy. Cái cầu thang nhà này nhìn cứng anh chị. Cái phòng này phòng đa năng anh chị. Nếu làm phòng ngủ sẽ là 4 ạ, còn nếu làm phòng thờ thì sẽ là 3. Đấy, phòng to như thế này, cái này có thể làm phòng ngủ, phòng thờ tùy. Tại vì ở đây người ta thiết kế vậy quý chị, người ta có đi ống đồng sẵn luôn. Để mà anh chị nào mà muốn tăng phòng ngủ thì mình sẽ làm phòng ngủ. Còn mà anh chị muốn làm phòng thờ thì sẽ làm phòng thờ. Đấy, ống đồng đi sẵn. Cái đèn em quay nó nháy vậy thôi chứ không, đèn không có nháy đâu anh chị nha. Thực tế là nó không có nháy đâu nha. Nhiều khi cái góc quay cái máy của em nó vậy. Để bây giờ em lên trên em quay xung quanh hàng xóm cho anh chị mình xem đẹp lắm này. Đây, mình di chuyển lên sân thượng anh chị. Nhà có sân thượng là đúc đổ 3 tấm luôn. Kiên cố chắc chắn đẹp ha. Mua ở, mua đầu tư, mua cho thuê đều được. Căn này cho thuê thì loanh quanh 10 triệu anh chị nha. Có người thuê ngay, em Hải sẽ là người cho thuê. Ở trên đây sẽ là sân thượng hai cái luôn, trước sau. Đấy. Đây quý chị. Hồi nãy ở chỗ lầu 2 nếu mà anh chị làm phòng thờ á, cũng được, còn không thì lên đây quý chị nhá. Trên này sẽ có phòng thờ riêng luôn á. Nhà mình có một cái tung á, nên là sẽ có 4 phòng ngủ, phòng thờ. Sân thượng ở phía sau này, sân thượng phía sau đây anh chị. Đấy, hàng xóm ở full kín rồi. Khu này phải ở được 80% lấp đầy rồi. Đẹp lắm anh chị ạ. Em nói thật sự luôn chứ, 3 tỷ 790 triệu, còn bớt còn thương lượng. Mua bán kiểu gì trả dưới giá này đúng không ạ? Một căn nhà mới đúc đổ 3 tấm, một tum, một trệt, 2 tầng lầu. Đấy, cái tum của mình này. Đấy, anh chị muốn làm phòng thờ ở đây thì cũng được, thì ở dưới sẽ là 4 phòng ngủ anh chị nhé. Chỗ này là một cái tum ở phía trên lầu, rất đẹp luôn. Vậy là căn này thiết kế công năng khá là hợp lý luôn anh chị nhá. Ở bên đây sẽ là cái sân thượng ở phía trước. Đó. Nhà phường Thuận Giao, thành phố Thuận An. Rất đẹp. Rồi, anh chị nào quan tâm cứ alo em Hải nhá, hỗ trợ anh chị mình tận tình hết mình. Anh chị nào mà quan tâm thì hãy alo em Hải để em dẫn đi xem thực tế với chị. Cảm ơn anh chị đã xem hết video. Một lần nữa cho em xin chào, hẹn gặp anh chị những video mới.